Thưa quý vị, chợ 4.0 là mô hình chợ thông minh vừa được Viettel Đà Nẵng và Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng triển khai tại một số chợ trên địa bàn. Thay vì thanh toán bằng tiền mặt, giờ đây cả tiểu thương và khách hàng có thể mua bán hàng hóa bằng cách quét mã QR hay là chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng di động. Điều này đã giúp tăng sự tiện lợi cho cả người bán lẫn người mua, đặc biệt là khách du lịch khi đến với thành phố Đà Nẵng. Từ ngày sử dụng việc quét mã QR để thanh toán, việc mua bán hàng hóa tại quầy của chị Khuất Thị Huyền Quyên trở nên nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng hơn. Không dùng tiền mặt, không phải thối lại tiền lẻ. Thay vào đó, chỉ cần một vài thao tác trên điện thoại giúp chị tiết kiệm được thời gian và tránh nhầm lẫn. Thì đây là lần đầu tiên là chợ 4.0 của Đà Nẵng thực hiện. Nhưng mà chị thấy là người ta, chị rất là mừng, vui mừng khi mà cái người mua họ cũng có nhu cầu. Như thế thì mình đáp ứng được cái nhu cầu là 4.0 như thế này thì tiện lợi cho người mua và người bán. Thanh toán rất là nhanh gọn. Với mô hình chợ 4.0, tiểu thương và khách hàng tại các chợ truyền thống có thể mua bán hàng hóa bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng di động. Qua đó hạn chế được việc trao đổi hàng hóa thông qua tiền mặt, phát sinh tiền lẻ hoặc nhầm lẫn khi mua hàng tại chợ. Dù vẫn còn là phương thức thanh toán xa lạ đối với những người dân thường đi chợ truyền thống, tuy nhiên việc thanh toán qua tài khoản, qua ví điện tử đã tạo nhiều thuận lợi cho du khách khi đến tham quan mua sắm tại đây. Hiện các tiểu thương đang tích cực tuyên truyền đến người mua cũng như khuyến khích khách hàng thanh toán qua tài khoản đã được tạo của mình. Đi chợ thì không đem theo tiền mặt thì kiểu như là nhiều lúc mình quên tiền nhà thì mình có tiền trong tài khoản Viettel rồi đó. Thế thì mình quét mã thì hắn còn tiện lợi hơn. Mô hình chợ 4.0 hiện đang được triển khai tại 3 chợ của thành phố Đà Nẵng với hơn 1.000 tiểu thương đăng ký, kết nối với 37 ngân hàng và các ví điện tử giúp người mua, người bán dễ dàng thực hiện thao tác nạp, rút tiền và mua bán trực tuyến, hướng đến tiêu dùng không dùng tiền mặt tại chợ truyền thống. Chợ 4.0 thì nó cũng có nhiều tăng tiện ích. Thứ nhất là ứng dụng của khoa học công nghệ tạo cái dịch vụ của các hộ nhân. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề về thanh toán tiền thì chúng ta không cần phải mang theo tiền mặt. Và tất cả những cái hàng tiền lẻ chúng ta đều thanh toán được trên cái mã QR code. Trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này ra các chợ truyền thống khác và triển khai các hoạt động hỗ trợ tiểu thương đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, cũng như thúc đẩy hoạt động bán hàng trên các nền tảng xã hội, tạo điểm bưu chính giúp tiểu thương giao nhận hàng hóa tại chợ.